Thưa quý vị, nếu như Vịnh Hạ Long được biết đến như một viên ngọc long lanh của biển Quảng Ninh, thì đảo Tuần Châu cũng đã góp phần mang đến cho khách tham quan những giây phút tuyệt vời khi đến với nơi này. Nằm cách trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 2 km, khu du lịch đảo Tuần Châu có diện tích 220 ha, được kiến tạo bởi những ngọn đồi thoai thoải và một con đường trải bê tông dài khoảng 2 km nối đảo với đất liền. Từ lâu, Tuần Châu được biết đến là một nơi có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Vì vậy, ngoài những đặc điểm tự nhiên sẵn có mà thiên nhiên đã ưu đãi, ngày nay, đảo Tuần Châu còn được đầu tư xây dựng để trở thành khu vui chơi giải trí mang tầm quốc tế. Tôi đã đến với khu du lịch vô cùng hấp dẫn này trong thời điểm đang có rất nhiều hạng mục công trình đã và đang được xây dựng. Điều này cho thấy với những hình ảnh mà chúng ta đang xem, trong tương lai, nơi này sẽ còn rất nhiều thay đổi. Từ ngoài cổng đi vào, lần lượt du khách sẽ đi qua một khu đồi với khu biệt thự có hạ tầng cơ sở đạt tiêu chuẩn quốc tế, kèm theo các dịch vụ vui chơi giải trí và ẩm thực rất đa dạng nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đây là một công trình được thiết kế nằm trong lòng một trái núi lớn, là một tuyến với bãi tắm nhân tạo trải dài trên bờ Sông, trong những nét hiện đại, những người làm công tác du lịch ở Tuần Châu vẫn muốn giới thiệu đến du khách những nét văn hóa mang đậm bản sắc của Việt Nam, một cách để bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Bãi tắm Tuần Châu với thảm cát trải dài 2 km. Đây là bãi tắm thiên nhiên được gắn với các dịch vụ vui chơi khác. Rồi, thoải mái đi, chơi bơi, nhóm đó đi. Khí hậu mát mẻ, làn nước biển trong xanh, cảnh vật xinh đẹp, đó là những điều mà du khách có được khi đến với nơi này. Nằm trong tổng thể dự án khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, hệ thống cảng biển cũng đang được đầu tư xây dựng từ những lợi thế của bãi biển rộng và độ nước sâu. Ở đây sẽ là cửa ngõ cho hành trình khám phá di sản kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long bắt đầu từ cảng tàu Tuần Châu. Với những gì ở hiện tại, ít ai nghĩ rằng trước đây Tuần Châu từng là một xã đảo nghèo trực thuộc thành phố Hạ Long, thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề chài lưới. Vậy mà bây giờ, cái tên đảo Tuần Châu đã được biết đến trong và ngoài nước, là điểm đến trong hành trình đối với mọi du khách đến Hạ Long, cũng như mọi du khách quốc tế khi đến thăm Việt Nam. Trên mỗi chặng đường chúng tôi đã đi qua trong hành trình quê hương mến yêu, mỗi nơi đều mang những nét đẹp khác nhau, mỗi nơi đều có sức hấp dẫn riêng.
Tuy nhiên, điều chung nhất cũng là điều để chúng tôi lấy làm cảm hứng khi ghi lại những hình ảnh xinh đẹp như thế này, đó chính là niềm tự hào. Niềm tự hào trước những danh lam thắng cảnh trên đất nước Việt Nam yêu dấu. Một ngày ngắn ngủi ở Tuần Châu, thời gian không nhiều để chúng tôi tìm hết, gặp hết và ghi lại hết những nét đẹp của thiên nhiên cổ kính và những nét hiện đại do con người làm nên. Thế nhưng, với những gì cảm nhận được chưa phải là nhiều, đó cũng đủ cho chúng tôi có thêm niềm hứng khởi mới trước khi tìm đến với những điều hấp dẫn mới đang chờ phía trước. Thưa quý vị, với sự hấp dẫn của mình, Tuần Châu, Hạ Long đang trở thành điểm đến ao ước đối với rất nhiều người trong khát vọng khám phá vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Chuyên đề quê hương mến yêu kỳ này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.